Con xin lỗi bố ạ. Chuyện sáng nay là chuyện ngoài ý muốn, chứ con và các chị và mẹ cũng không có muốn mọi chuyện như thế này đâu. Bố bỏ qua ạ. Cảm ơn bố. Đã con mời bố ăn thịt ạ. Đĩa thịt rất thơm ngon. Con xin lỗi bố. Con hứa với bố là từ bây giờ về sau không bao giờ con chủ động tham gia vào một cuộc đánh nhau nào nữa. Con hứa là con sẽ luôn luôn ngoan ngoãn ạ. Ôi, các con nó biết lỗi rồi. Mà bố tha lỗi cho con, bố cho con xin một nụ cười ạ. Tại vì nụ cười của bố sẽ làm cho lòng con ấm áp. Còn nếu mà bố cứ buồn bã trong ủ rột như thế kia thì cái cục u của con nó càng ngày nó càng đau. Tinh ơi, thế lúc nào mà có kết quả ấy thì cho phép học trò được mời thầy hướng dẫn một bữa lẩu khoai thầy nhá. Thầy. Anh Công. Chị Phương mang cơm đến cho anh ạ. Sao chị Phương lại bảo em mang cơm đến đây? Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết là chị Phương bảo gì thì em làm đấy thôi ạ. Em chào chị ạ. Anh ơi, chắc là em xin phép sang bên luống hoa nhanh nhá. Ừ. Dạ. Anh ơi, nhân viên mới hả anh? Nhìn trẻ nhở. Chị Phương nhà mình hôm nay nhá, sẽ phải tẩy tế bào chết này, phải trẻ hóa da mặt này, rồi tái tạo da. Em phải làm sao cho chị của chị khi bước ra khỏi đây là phải lột xác nhá. Sao lại bắt chị làm mấy cái đấy? Chị không làm đâu. Chị phải làm bởi vì chị là người cần nhất. Chị ơi, chị sắp mất chồng đến nơi rồi. Bây giờ cố vớt vát được cái gì thì vớt vát đi. Em à, chị luôn đấy. Người bình thường người ta chỉ có giác quan thứ 6 thôi. Còn chị á, có luôn giác quan thứ 7. Chính là ảo giác đó chị Hà. Mọi người không tin đúng không? Chị khẳng định với mọi người, chị có một khả năng mà không một ai có được. Đó là khả năng đánh hơi tiểu tam từ khi nó còn là tiểu nhị.